Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ làm một cái bài đánh giá chi tiết về chiếc Karma hành trình 51G. Và đây là một cái sản phẩm hợp tác giữa Vietmap, nghĩa là phần mềm của Vietmap ấy, với cái phần cứng của Papago, và đem lại một cái sản phẩm rất là hoàn thiện về chất lượng cũng như là hiệu năng sử dụng. Đầu tiên thì mình nói về thiết kế của chiếc Papago 51G này nhé. Thì cái thiết kế thì hoàn toàn là của Papago luôn. Và Vietmap thì đã lấy cái mẫu, đúng cái mẫu đấy về và đưa cái phần mềm của mình vào, đưa cho người sử dụng. Thế nên là cái thiết kế này, cái phong cách này, mọi thứ đều mang cái hơi hướng của Papago. Và các bạn thấy đấy, nó đẹp thì nó không phải là đẹp lắm, nhưng mà rất là cứng cáp, chắc chắn. Và những cái sản phẩm do Papago sản xuất ấy thì luôn luôn có cái chất lượng hoàn thiện cực kỳ tốt. Và nút bấm khác hẳn với những cái sản phẩm mà do Vietmap đặt hàng nhé, thì những cái nút bấm của Papago rất là thông minh và cũng giống như là những cái sản phẩm thương hiệu cao cấp khác ấy, thì những cái nút bấm ấy thì hoàn toàn ở phía dưới này. Thì các bạn sẽ có 4 cái nút bấm để điều khiển các cái tính năng menu rồi ok vân vân, thì chúng ta thao tác hoàn toàn ở trên đấy luôn. Còn những cái sản phẩm mà do Vietmap đặt ấy thì thông thường là có rất là nhiều những cái nút bấm rồi trên xuống ngang dọc, làm cho mình hơi bị khó chịu trong cái quá trình sử dụng. Và cái kích thước của cái 51G này thì nó cũng không phải là lớn, nó vừa phải thôi. Nên khi mà các bạn treo lên kính lái ấy, thì cái cản tầm nhìn cũng như là vướng mắt ấy, thì nó rất là ít. Nó không giống như là những cái cam hành trình mà có hệ điều hành Android rồi màn hình giải trí, cái màn hình nó lớn lên ấy, thì có thể các bạn nhìn nó sẽ vướng mắt nhiều hơn. Nhưng mà với chiếc cam 51G này thì rất là gọn gàng. Ok, đấy là cái thiết kế của 51G. Và bây giờ mình sẽ đi đến cái phần hay nhất của cái chiếc camera này. Đấy là cái phần mềm. Vâng, phần mềm của Vietmap chạy trên chiếc Papago này. Tuyệt vời. Và chúng ta theo dõi nhé. Về cái phần mềm điều khiển chiếc Papago này thì rất là đơn giản, dễ sử dụng. Các cái menu rõ ràng và hoàn toàn bằng tiếng Việt, chúng ta có thể tham khảo, đọc và xem hướng dẫn rất là tốt. Và cái điểm hay nhất ở trên cái 51G này chính là cái bản đồ của Vietmap. Đây là một cái bản đồ mini. Nó không giống như là những cái chiếc A45, A50 chạy cái bản đồ S1. Rất là nhiều những cái tính năng điều khiển với một cái bản đồ mini ở trên 51G này ấy, thì nó sẽ có những cái yếu tố quan trọng nhất này. Ví dụ như là báo tuyến đường đang di chuyển, tốc độ bao nhiêu này, rồi cảnh báo về những cái biển báo an toàn này. Ví dụ bây giờ nhé, mình đi di chuyển như thế này, thì khi mà gần cái biển báo cấm vượt chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái thông báo ngay. Đấy, đó, thì nó sẽ có một cái cảnh báo là chúng ta chuẩn bị di chuyển tới cái biển cấm vượt, và 200m nữa, 150m nữa, vân vân. Như vậy thì mình sẽ biết được trước và di chuyển một cách chính xác, đúng không ạ? Có rất là nhiều lái xe khi mà di chuyển ấy không để ý cái biển cấm vượt ấy, và vô tình vượt ở trong cái khu vực cấm vượt thì rất là nguy hiểm cho cái an toàn những người tham gia giao thông, cũng như là có thể bị cảnh sát giao thông bắn ở cái điểm mà vượt xe khác đấy. Vi phạm cái biển cấm vượt ấy phạt cực kỳ nặng nha các bạn nhé, hết sức lưu ý ở cái chỗ đấy. Và biển giới hạn tốc độ cũng được chiếc 51G này thông báo rõ ràng đến chúng ta. Đó, như các bạn đã thấy thì mình chuẩn bị di chuyển tới cái biển giới hạn tốc độ 90 km/h. Và nó nhắc cho chúng ta biết trước như vậy. Và khi mà di chuyển tới nơi ấy, thì mình sẽ di chuyển cái tốc độ nó đúng, vừa để an toàn cho mình hơn và vừa để tránh những cái trường hợp như là bị cảnh sát giao thông bắn tốc độ. Vi phạm tốc độ cũng bị phạt cực kỳ nặng các bạn, hết sức lưu ý những cái lỗi như vậy nhá. Và thêm một số những cái tính năng nhỏ nhỏ khác nhưng cũng khá là hữu ích. Ví dụ như là khi mà di chuyển gần tới cái trạm đổ xăng, nó sẽ báo cho chúng ta biết gần tới trạm đổ xăng. Rồi di chuyển gần tới cái bãi đỗ xe, rồi kể cả camera giao thông. Cái camera giao thông này thì nó được Vietmap cập nhật, và những cái nơi nào mà đặt camera ấy, và Vietmap cập nhật rồi ấy, thì có thể cảnh báo trước luôn. Đó, thì các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ được cảnh báo trước là phía trước sẽ có camera giao thông. Mình thấy là cái phần mềm của Vietmap này đánh đúng những cái gì mà các lái xe đang cần, cực kỳ cần thiết để nhắc nhở người lái xe phải cẩn trọng hơn, tránh vi phạm những cái lỗi thường gặp ở trong cái quá trình vận hành xe.
Và 51G này còn một cái nữa cũng rất là hay, nhưng mà mình thì lại đang không có điều kiện để sở hữu cái đó. Đấy chính là cái cảm biến áp suất lốp. Nếu như các bạn đã sở hữu một chiếc 51G này cùng với một cái cảm biến áp suất lốp của Papago đi kèm, thì chúng ta sẽ có thể hiển thị được luôn những cái thông số, những cái áp suất lốp ở trên cái chiếc camera này. HP thì có một cái con S550 cũng tính năng như vậy, và Papago này thì cũng vậy. Nếu như mà khi mà các bạn có điều kiện mua thêm cái cảm biến áp suất lốp ấy, thì toàn bộ những cái thông tin nó sẽ hiển thị ngay trên màn hình cảnh báo, rồi tất cả những cái thông tin đều có sẵn và nhắc nhở người lái xe xem là lốp căng, lốp vừa đổ hay là lốp xuống hơi vân vân. Đó, cái đấy cũng là một cái rất hay, các bạn phải chú ý nhé. Rồi, và phần hay nhất của chiếc camera hành trình 51G thì mình đã vừa giới thiệu xong với các bạn. Chúng ta sẽ đến một cái phần không phải là hay nhất nữa, mà là phần quan trọng nhất của một chiếc camera hành trình. Đấy là cái chất lượng ghi hình. Ở Vietmap thì các bạn đã biết là rất là nhiều những cái sản phẩm có cái hay, phần mềm hay. Nhưng mà riêng cái chất lượng ghi hình của các cái loại camera hành trình của Vietmap ấy, thì luôn luôn ở cái mức độ trung bình thôi, chứ không được tốt. Nhưng mà với những cái sản phẩm hợp tác với Papago thì chất lượng ghi hình đã tốt hơn rất nhiều. Và như các bạn nhìn thấy thì đây là cái hình ảnh ban ngày, có ánh sáng tốt, điều kiện ánh sáng tốt, thì cái chất lượng ghi hình của chiếc 51G rất là tuyệt vời. Còn những cái điều kiện ánh sáng buổi tối và có đèn đường đầy đủ thì như các bạn nhìn thấy thì cái chất lượng ghi hình cũng khá tốt. Ở đây thì ở mức khá tốt nhá. Còn để mà so sánh được với một số những cái camera hành trình mà sử dụng cảm biến ảnh của Sony ấy, thì hơi kém hơn một chút xíu. Nhưng mà với cái chất lượng hình ảnh này thì đã tốt hơn rất nhiều những cái dòng camera riêng của Vietmap rồi. Còn ở điều kiện mà ghi hình không có ánh sáng hỗ trợ, không có đèn đường, thì chất lượng ghi hình của cái Papago này thì cũng ở cái mức độ trung bình khá. Nghĩa là cũng vẫn cứ cao hơn Vietmap một chút xíu, nhưng mà vẫn không thể rõ ràng được. Tại vì thực ra nó không có đèn đường ấy, thì đến ngay cả những cái cam hành trình đắt tiền có cảm biến ảnh của Sony ấy, thì cũng chỉ tốt hơn cái chiếc Papago này một chút thôi. Rồi, như vậy thì mình đã đánh giá chi tiết xong chiếc cam hành trình 51G đến từ Vietmap và làm một cái sản phẩm hợp tác với Papago. Và nếu như các bạn mà không có nhu cầu cam sau, cam lùi và cũng không cần dẫn đường, thì mình nghĩ là 51G là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời, vì nó có đầy đủ những cái tính năng quan trọng của một người lái xe. Đấy là nhắc nhở là tuyến đường này đang được chạy bao nhiêu này, rồi nhắc nhở là các cái biển giới hạn tốc độ này, cấm vượt này, rồi những cái nhỏ khác, nó rất là tiện ích, cực kỳ là tiện ích. Vâng, và nếu như các bạn còn câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm thì các bạn comment ở dưới nhé, mình sẽ trả lời các bạn ngay lập tức. Và các bạn thấy video hay, hữu ích thì nhớ like, share và ấn nút đăng ký ở phía dưới, đăng ký video đó, để ủng hộ kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.